Hải Tú quên toàn bộ ekip khi đăng ảnh, giám đốc sáng tạo bức xúc, up hình không credit là vô văn hóa. Câu chuyện xoay quanh Hải Tú và Sơn Tùng có lẽ là drama giải tập được khán giả quan tâm nhất trong năm 2021 này, bởi từ đầu năm đến giờ, cứ hễ Hải Tú hay Sơn Tùng xuất hiện trên mạng xã hội là y như rằng sẽ nổ ra một cuộc tranh cãi lớn với 7749 thuyết âm mưu thu hút sự chú ý của netizen. Gần đây nhất, Sơn Tùng và Hải Tú cùng xuất hiện trên hai tạp chí thời trang nổi tiếng trong cùng một thời điểm, khiến khán giả có niềm tin mãnh liệt vào tin đồn chủ tịch yêu sách để dắt gà cưng lên biển tạp chí thời trang trước đó. Điều này khiến cõi mạng xôn xao bàn tán về thế lực của Sơn Tùng cũng như mối quan hệ thân thiết của anh và nữ tân binh. Mặc dù vậy, netizen cũng phải công nhận là vi rùa của Sơn Tùng và Hải Tú đều định của chóp. Mới đây, nữ diễn viên độc quyền MTP Entertainment còn tung phun bộ ảnh khiến khán giả trầm trồ. Quả thực nhan sắc của Hải Tú khiến ai nấy đều hết lời khen ngợi. Với vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ kèm thần thái đầy cuốn hút, những bức ảnh của cô nàng nhanh chóng nhận được lượng tương tác khủng. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1997 lại một lần nữa khiến dân tình không vừa lòng vì đăng ảnh nhưng không mảy may nhắc đến ekip thực hiện. Không những vậy, trên Instagram của mình, Hải Tú còn thẳng tay cắt sạch tên tạp chí trên ảnh. Khá trùng hợp khi cộng đồng mạng đang tranh cãi nảy lửa thì giám đốc sáng tạo của tạp chí thời trang nổi tiếng trên cũng đã có động thái được cho là nhắm đến Hải Tú. Theo đó, giám đốc sáng tạo viết, up hình mà không credit không có nghĩa là mình là ngôi sao, mà chỉ cho thấy mình vô văn hóa. Hiện không rõ người mà giám đốc sáng tạo nhắc đến có thật sự là Hải Tú hay không, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng nàng thơ thật sự có lỗi trong vấn đề này. Nhiều người nhận định Hải Tú vốn có xuất thân là người mẫu ảnh, nên hơn ai hết, cô nàng phải hiểu được tầm quan trọng của việc nhắc đến ekip chụp hình, thậm chí là nhãn hàng hay các bên liên quan mỗi khi đăng tải hình ảnh. Điều này vốn được cho là quy luật bất thành văn trong giới. Tuy nhiên, có một số người hâm mộ bênh vực cho rằng đây chỉ là sơ suất nhỏ, không nhất thiết phải làm quá lên hay nhận xét Hải Tú là vô văn hóa như lời của giám đốc sáng tạo. Bạn nghĩ sao về động thái này của Hải Tú? Hãy chia sẻ ngay phía bên dưới bình luận nhé!